những đêm phố lên đèn tuyến đầu anh đón trăm lên tình mình cao hơn nơi non kia không thì đến vẫn vui câu tình của em. Đấy. À, đây đơn hàng của anh Hùng, anh ở Yên Bái với bộ dàn mà chúng em vừa vừa xong ca. Rất tình cảm và ngạo anh em. À, Phương Anh có thể chia sẻ luôn cho anh em là bộ cấu hình combo của anh Hùng gồm các thiết bị gì nào? Rồi ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với đơn hàng của anh Hùng đến từ Yên Bái. À, và thiết bị đầu tiên của anh là cặp loa VK938 nha mọi người ơi. Dàn bát 40 rất là đẹp. À, thiết kế của nó thì ấn tượng luôn. Đây là cặp này thì không gian 5-60m2 và anh cặp tức ngực. Đặc biệt đơn anh Hùng thì ghép thêm một Super S1800 bản Pro Max này thì lên đến 8-90m2 bánh vẫn căng. Còn này công suất Max 1800W mà bản mới nhất năm nay. Siêu khủng nha. Đó. Không đề cập đến bộ đẩy liên bang X22 ngay cạnh em đây. Nhiều tính năng thông minh, hát thì thấy hai anh em và Phương Anh hát này, gần như đứng sát nhau, thể hiện những ca khúc, những câu từ rất là tình cảm. Nhưng không bị rối rít đấy. Cặp mic 321 Pro các anh em nhá. Cặp mic này hát rất nhẹ, tiếng trong cực kỳ nét luôn. Giọng nam ra giọng nam, giọng nữ ra giọng nữ đúng không ạ? Okay. Đơn anh Hùng này có giá là bao nhiêu ạ? Hơn 30 triệu nhưng hiện tại bây giờ chỉ còn có 29.500.000 đồng cho cuối tháng 5 và vẫn còn những đơn hàng sang đầu tháng 6 nhá. Các anh em hãy nhanh tay đăng ký để sở hữu ngay cấu hình combo này tại Zika chúng em với giá cực kỳ ưu đãi. Còn chần chờ gì nữa, hãy nhấc máy ngay lên để gọi cho Zika chúng em hoặc để lại số điện thoại của phần bình luận của video này. Và các em thấy ca khúc vừa rồi em và Phương Anh hát thấy nào anh em, cứ để lại bình luận nhé. Và bộ dàn này, đặc biệt là bộ dàn này. Và ngay sau đây thì Zika chúng em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em vào những video clip.